Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý. Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục đào tạo Hà Nội năm 2022 xin phép được bắt đầu. Chương trình gồm các tiết mục hoạt